con nuôi cũng như là con ruột. Miếng mình yêu thương và lo tròn bổn phận, nuôi dạy nên người học hành cho tới chúng, còn hơn con ruột mà nó hư hỏng bê tha. Hãy biết hại cậu nhiêu không? Hai phần. Cô sáu nhuận hại 11 phần. Chú mà không trả nợ 20 năm cho Tiểu Linh Nhung giờ. Trời, nhà cửa chú bây giờ chú ăn sao tính lại. Mà chú mà không trả nợ 20 năm cho Tiểu Linh Nhung giờ. Trời, nhà cửa chú bây giờ chú ăn sao tính lại. Mà anh dám nằm trên giường 14 tiếng không ngủ, anh dám nằm 4 ngày 4 đêm không ngủ luôn. Cái chút là uống rửa, chút là ăn rửa mặt. Anh bị cú sốc nặng quá, bị cú sốc của Tiểu Linh á. Sẵn giờ qua rồi mà. Bây giờ mà anh nằm cái anh nhớ thì biệt thự anh thành bệnh. Cũng đủ rồi anh em. Thôi, giờ anh về với em. Thân cái sáng anh ăn ở đây nhưng mà cũng thúi rửa hết rồi. Cũng đủ rồi anh em. Thôi, giờ anh về với em. Thân cái sáng anh ăn ở đây nhưng mà cũng thúi rửa hết rồi. Tôi con nuôi cũng như là con ruột, miếng mình yêu thương và lo tròn bổn phận, nuôi dạy nên người học hành cho tới chúng, còn hơn con ruột mà nó hư hỏng bê tha. Ta cũng có quyền đối với xâm diệt rằng ta có một đứa con gái đang theo mà chồng lâm kiếm mà gái thôi.